Tâm Anh ơi. Nè 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 cô. Dạ. Phải cô đi kiếm cái đứa bé mà đi chung với cô phải không? Dạ đúng rồi cô. Cô thấy nó không cô? Trời ơi, hồi nãy tôi thấy nó đi theo ông Tây đi chạy ra đường lớn kìa. Nó đi đường hả cô? Đúng rồi. Chết rồi, cô cảm ơn cô nha. Tâm Anh ơi. Tâm Anh. Em đâu rồi Tâm Anh? Anh ơi. Sao em? Anh cho em hỏi, anh có gặp cái bé nào nó cao chừng này mà áo caro màu xanh không anh? Không không em ơi. Chú ơi, chú có thấy em con tới đây không chú? Em nào? Đứa bé mà đường trốn tới đây với con á chú. Không có thấy. Tâm Anh ơi. Anh ơi, anh có thấy, anh có thấy em gái của em nó ở đây không anh? À, là em nữa hả cô bé? Anh có thấy? Không thấy em ơi. Dạ, đổ bao nhiêu vậy anh? Cái gì? Sao mà lạc Tâm Anh được? Em cũng không biết nữa. Mọi người giúp em tìm Tâm Anh. Mọi người ơi, bây giờ mình cố gắng giúp Tâm Anh tìm Tâm Anh nha. Em có cái áo nào của Tâm Anh đưa cho chị. Chị dắt Henry đi đánh mùi tìm Tâm Anh cho lẹ. Hay quá em ơi, hay quá. À phải, cho anh hửi để anh tìm Tâm Anh chứ. Hửi lẹ đi, em nhớ mùi chưa? Mọi người, chúng ta phải quyết tâm tìm cho được Tâm Anh. Yeah. Let's go. Hửi đi Henry. Tâm Anh ơi. Tâm Anh. Tâm Anh! Đi kiếm Tâm Anh mà. Mà hôm nay thời tiết đẹp thiệt ha. Mình mà đi biển là hết sảy luôn á. Thôi nhưng mà không được, mình phải đi tìm Tâm Anh. Anh thấy không cần đâu, Henrik tìm được rồi, mình đâu có cần phải tìm. Đúng rồi á. Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng tao thẳng tiến. Hửi mùi Tâm Anh nè Henrik ơi. Tâm Anh. Tâm Anh ơi. Tâm Anh ơi. Tâm Anh. Màu đỏ đi Tâm Anh. Đẹp quá Cái này giảm 30% hả em? Dạ đúng rồi. Ôi, ê giảm cái này cho chị 40% đi. Không được chị ơi. Đi giảm 40% đi. Dạ không được chị ơi. Tâm Anh ơi. Tâm Anh. Em khu bên này sale nhiêu vậy bé? Tâm Anh ơi. Tâm Anh. Tâm Anh ơi. Tâm Anh ơi. Tội nghiệp con bé. Qua giờ nó chưa ăn gì hết á. Chắc là nó đang đói lắm. Tâm Anh. Chị Tèm em ơi. Dạ. Chị Chị ơi
cô giáo mới sao mà bận mày nói? Cô giáo gì mà cô giáo, lừa đảo thì có. Ừ. Lừa đảo gì? Ai mà lừa đảo nói bạn chứ. Hôm bữa tôi đánh nhau với tụi bá Sơn, nhưng đâu bá xuất hiện nhảy vô can, rồi bà bị một thằng vô tình đánh trúng mà bị nhẹ thôi à. Rồi xong bà về bà trang điểm cho vết thương bự vậy nè, để tôi cảm thấy có lỗi á, bạn hiểu không? Chắc chắn trong vòng một tháng nữa bà sẽ bị đuổi việc. Không ăn ở đâu? Chưa ăn hết trôi mà. Tính tiền ơi, tính tiền cho bạn em nào. Dạ có anh 70 ạ. À dạ. Dạ anh gửi anh. Cảm ơn anh. Dọn bàn em ơi. Không được rồi, không được rồi. Mình mà cứ đi dậy hoài á là con sẽ bị xỉu á. Hay là mình đi ăn gì trước nha. Nha. Tâm Anh nó nhìn đói cả ngày, sao con ăn được ấy chứ. Tâm Anh mà đói là thế nào nó cũng xỉu. Con bình tĩnh, bình tĩnh. Con phải làm sao ấy chứ. Tâm Anh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngồi ra đây, ngồi đây. Bình tĩnh xíu. Chú hứa sẽ đi tìm được Tâm Anh mà. Con đợi chú đây xíu, để chú đi mua nước nha. Mai mốt ba về thưởng cho hai đứa hai tô phở thiệt ngon nha. Tâm Anh ơi, 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 em ở đâu rồi? Tâm Anh ơi, Tâm Anh ơi, Tâm Anh. Ba ơi, con phải làm sao đây ba? Con đã làm mất Tâm Anh rồi. Ba đã dặn con là phải chăm sóc tốt cho em. Vậy mà con đúng là vô dụng mà. Con phải làm sao đây hả ba? Lần sau con bỏ đi như vậy nữa là chú giận luôn á. Con xin lỗi chú. Điều quan trọng nhất là con phải chăm sóc cho Tâm Anh cho tới khi gặp ba. Vậy mà con đã suy nghĩ quá nông cạn rồi. Chắc là con phải phiền chú cho tới khi con có việc làm.